Đâu cái phòng này, cái phòng nào đâu? Nha. À, cái phòng đó ha. Nếu mà nữa mà cưới về đó là cái phòng này là của hai đứa đó ha. Dạ. À. Đó phòng có là có lót là phòng rồi cái mình gắn máy lạnh đồ vô ha. Anh. Em ha. Gắn lại thôi. Ừ. Mình gắn gì mới vậy? Đừng gắn camera được rồi. Ok. Gắn camera đó. À. Hả? Gắn camera trên đó đó. Anh trên nào? Là bằng chứng. Hả? Là bằng chứng. Bằng chứng hả? Lấy cái gì cho nó không được ra đi. Có gì em chịu nha. Đừng xích xích vô coi. Đừng xích xích vô coi. Đó, giới thiệu với mọi người nữa nghe mọi người. Cái này là thật sự nha. Hồi bữa hổm thì anh em mình quay lộn khờ đi qua chim sâu với cô gái một tay, chỉ là một cái vui thôi, để cho bà con hài hước, cho bà con những ngày mà mệt nhọc á, coi cái clip của lộn khờ là để cho nó vui. Hello quý vị, các bạn chào các bạn đến với lộn ha. Thôi 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 dẹp đi, để ta đang nói cái này đó. Thì mình xin nhắc lại là đây là mới là tình yêu thật sự của hai đứa nha mọi người đó. Thì bây giờ bé Quyên nó đi với Long Xuyên á, về bây giờ là xuống gặp Lâm Thời để mà quay một cái clip cho mọi người biết là người yêu của Lâm Thời đây là thật sự nha. Thì bé cũng rất là xinh xắn và dễ thương đó mọi người. Cô gái một tay cùng lợn cũng như là chim sâu á, chỉ là diễn những cái tiểu phẩm hài để cho mọi người xả stress, cho mọi người bớt căng thẳng thôi, chứ không phải là thật. Còn bé Quyên mới là thật nha mọi người. Bé Quyên mới là thật sự đó. Lợn đứng lên coi, lợn lóc chóc hoài, sắp có vợ rồi. Dạ, có vợ. Ừ. bình tĩnh lại nghiêm lại. Dạ. À, nữa mà mình có vợ là vợ nói là phải nghe đó nha. Không phải lóc chóc nha. Lóc chóc là vợ không có thương đó, vợ bỏ đó. Sợ không? Sợ vợ không? Không mà hỏi thiệt, sợ vợ không? Nhìn thẳng vô mặt vợ coi. Trời. Sợ không? Đó mà mọi người sợ rồi. Đó mà sượt. Thôi cha, thằng gì thở vợ đó. Mà vợ không? Giờ đi làm gì đi học vợ đó. Dạ. Mà em làm đâu chưa? Dạ em mời chưa? Không có trên chèo đó. Ờ, có mà không có làm đi chùa đâu chứ. Ủa, có đó có ông Thầy Bình vợ mà. Không biết cái đó ông Thầy Bình. Ông Thầy Bình là cháu ở đây. Dạ. Còn cái bữa á. Đi đi. Thôi mình đi làm ha. Quá là chơi luôn rồi. Đó. Rồi giờ mình đi ra ngoài đi. Thì ở trong này nè, chỗ nấu nướng đâu nè. Đó, dẫn người yêu mình coi làm quen đi. Giới thiệu bắt nhắc cho nhà cái vợ đi coi. Cơm. Trời ơi, kìa không, biết không, xới cơm liền thấy không. Tiếc mà, biết lẩm cho mà. Ờ, gì? Mày nấu được cơm ăn ngay Vịnh. Em lại mang nó nấu cơm có miếng vậy. Trời ơi, nấu cơm ăn lỡ được cho em. Chừng đó, em nấu thêm. Ừ. Thôi, bây giờ tôi đứng sát sát vô coi. Cắn bóng tay quên. Mà ví dụ em bây giờ em có anh có cơm em á thì em ăn được. Ừ. Nữa, thì anh nấu thêm cho. Tiền nào mà có em anh mới nấu thêm không? Dạ. Ừ, hiện tại là giờ chỉ có hai mẹ con à. Làm dài lắm. Làm cơm có hai mà hai có đầu lắm. Có hai đầu cơm luôn. Đây là cơm ha. Dạ. Đã rồi. Đã rồi. Đây là đầu to. Đầu to lên coi. Đây là cái bàn. Đâu. Biết cái đó là bàn này. Cái đầu không có hạt đâu vậy. Đầu to lên coi. Ha. Rồi ha. Hai mẹ con ăn nha. Hai mẹ con đứa ăn nó nào. Quyền biết đâu là đâu. Dạ biết. Ăn là ăn là cũng là đâu. Bé Quyền nói chuyện rất là dễ thương nha mọi người. Dạ. Đó nè, mọi người thấy không? Vợ mình thấy chữ cái tờ dễ hơn. Vợ luôn hả? Nè, đó nè. Tên là áo mình mua nè, tổ chức ra nè, còn mũ ra nè. Vậy ha. Tên là tội có thai mình. Ừ. Mà không vợ đâu. Còn là tội có thêm của mình nè. Giới thiệu cho bé Quyên về, giới thiệu cho mấy anh chị. Giới thiệu cho bé Quyên về cái ngóc cắt chỗ nào đằng nữa ta về thì làm dâu. Dạ. Ừ. Bây giờ mấy anh vợ, cái bây giờ. Bây giờ anh vợ em kênh mà có cách làm dâu. Ừ. Cháu em cháu ngủ thích vậy đi. Dạ anh vợ anh làm chưa mà làm vợ thì làm vợ đi đâu nè. Nhau 11 giờ. Nhau tới 11 giờ. Thì chở thì mới lên chơi, đang có nợ. Đúng. Có tiền không? Có tiền không? Không quên đâu. Nó từ từ mới nói là. Thì có ăn xin mở không? Dạ, anh chở mới lên đi chở đi con thương mại. Thì như xin mở thì tôi lấy công làm chở thì chơi được á. Nếu làm sao mà mình thành được. Mà tấm cưới qua mà ông chở mới luôn. Thôi. Là chừng mà tấm chở mà là tấm chở thì chơi đâu. Rồi hai đứa đứng lại coi, đứng lại xứng đôi về lửa coi như thế nào. Đứng ra đây này, ra xích ra này chút coi. Rồi đứng này. Đứng dịnh dịnh như cổ coi. Quá đẹp đôi luôn ta ơi. Chị cao cũng an toàn. Ừ, quá đẹp đôi luôn. Lợn chọn đúng người luôn rồi nè. Quyên định chọn mà Quyên cao hơn mình, cao hơn Quyên là bằng hả? Quyên là anh Thảo là anh đây chứ là thấy bằng chưa? Bằng rồi đó. Bằng rồi đó. Bằng đó, ok đó. Ok đó, hợp nhau đó. Ừ. Nữa mình gì mà biết đâu. Không, bây giờ anh Thảo Quyên có làm rồi không? Rồi cái gì? Thôi đứng tay. Nắm tay hả? Nắm tay nó giờ rồi. Nắm tay nó giờ rồi. Giờ hả? Nắm tay nó giờ đó. Thôi bây giờ hả? Bây giờ trắng, nó lẫn rồi nè. Đừng có nói nè. Bây giờ trắng á, đừng làm cho má, làm cho đứa trai, đừng làm cho má. Mà bây giờ trắng là mỗi giờ đó, là em mua ăn mấy giờ anh đi mua cho.
mà năm 13 rồi thì tôi cà phê tao chở uống giờ đó mà nó cà sữa rồi đi ăn thẳng luôn. Còn còn cái giờ mới mà cơm ăn xong á thì vợ chồng mình tự dẹp vô. Anh đi ngủ á? Anh đi ngủ, anh đi ngủ, anh đi ngủ. Dạ. À cái đó cũng thật đấy. Anh để xong thì ăn vô, ăn ngủ trong đi. Thôi ngủ ngoài đi với mẹ đi, ngủ mình. Trời ơi. Qua giới thiệu chỗ cái bếp nấu nướng. Cái chỗ bữa chén. À. Là ông đó, nấu nướng mà đó luôn đó. Nấu nướng đó là tài lưỡi luôn anh ơi. Nấu nướng tài lưỡi luôn á. À nấu nấu gì đó không? Thấy không? Mới lại thôi là cái nào mà hơi bài bọn là bắt đầu là xích ngăn nắp tay rồi, thấy không? Chọn đúng người rồi đó nghe Lâm ơi. Giờ nữa nó phải làm không rồi. Xin nhắc lại với mọi người nha mọi người, đây là cặp đôi này là thiệt nha mọi người. Nào, đứng lại có chuyện lên, cái này là để mình hết. Còn có cái để đứng lên. Cái để đánh anh xin lì. Không phải. Cái đánh anh. Cái làm gì? Nghe anh là để em đánh anh. Cái này nó là tá bà ơi, là tá lại ra dần dần ớt gì đó. Cái mà không căng thì là không ớt đâu. Còn có này nữa mà, nó là ăn đụng rồi, đụng cái hẻm à. Đó, đó. Tao biết hết trơn quá. Cái này là quẹt cái gì á? Nó bị là. Cái này là bằng trời chớ nạn rồi, ông này đó. Cái này quẹt cái gì là giỏi luôn, thấy không? Còn có này á, cái này ăn xong rồi, bởi vì giữa tay chứ mày. Đâu, anh rồi chứ, anh rửa thử coi. Lấy xà bông rửa thử cho xem này. Lấy xà bông rửa thử hả? Lấy xà bông rửa thử ớt lên này. Mày rửa chén thử tay cũng được mà. Bạn từ từ ngồi chầm mỏm không được nghe không? Làm cờ ngồi chầm mỏm không được nha mọi người. Tại cái gót chân của em nó rất là nhỏ, nó bị tật từ nhỏ tới lớn luôn. Nhỏ quá ta. Được không? Mấy em rửa tay giùm cho. Để rửa tay đi. Thôi kêu cái chén thì rửa tay. Đó, cái này mà hai đứa mà thành đôi chắc vô nhà vô cửa đó mà. Quá vui, hai đứa này nhìn rất là xứng đôi nha mọi người. Quá dễ thương luôn. Nào đó, anh chở đi thằng đó là chúng có tiện Minh Thuận đi vô kịp luôn. Dữ thật. Không phải đó. Tính nó chờ này đó, tính nó chờ nó nghe mấy quen. Dạ, chở đi trong điểm luôn. Tính nó chờ nó nghe con. Chở đi trong điểm luôn á. Trong điểm luôn đó. Làm đẹp luôn á. Biến xác vô đây. Có ai là thằng Trang nữa. Còn anh thì đi trở lại đi chụp hình thôi. Anh tính nó chờ rồi đó, sao mới quen? Hả? Giờ do đàn trai quyết định hay gì? Dạ, quyết định. Ừ. Quyết định đi, phải làm. Con bay mở hả? Con bay mở hả? Thì trời, thì ba nó làm chơi với mẹ anh thì được. Rồi sao nữa? Làm chơi rồi nó hiện giờ trời. Ghê không? Mới quen hỏi ghê, còn ba ruột mới quen sao? Ba ruột anh thì... Ừ. Em cứ về, làm cứ về rồi còn ba có mới quen sao rồi để đâu? À, hay là mình lên xuống tới lui? Thôi, thằng này lên tới lui cũng được. Cứ dựng anh cứ dựng vậy đó. Em này nãy cứ dựng không? Cứ thằng xui em gì trả em ngủ đây. Dạ à, đúng rồi. Chịu không? Chịu. Chịu. Chịu luôn hả? Chịu luôn. Vợ chồng vợ trên kia chồng dưới này chịu luôn hả? Hả? À. Gì kỳ á? Rồi đóng cái phòng để làm gì? Hả? Đóng cái phòng để làm gì? Không phải. Không phải mà vợ trên kia mình dưới này sao không phải? Ừ. Vợ trên kia sao không phải được? Ừ thôi mình ngủ thử của mình lên. Ừ. Mình phải làm sao? Thôi bây giờ vợ chồng cứ giờ thôi ngủ cho em ngủ lại đi. Nói đi mình lấy gà nữa. Em ngủ nhà em quen à. Dạ. Ừ. Dạ, rồi sao? Vậy là anh ngủ với em luôn. À, vậy là lên nhà vợ ngủ luôn ha. Vâng. Vợ đi đâu đi theo đó luôn nha. Chịu không? Mấy quen chịu không? Chịu. À, vậy thôi bữa nay ngủ dưới này, mai ngủ dưới kia đi. Ha, cho nó đồng đều. Đúng không? Thay hai cái phòng luôn. Đó, được không? Em ngủ dưới đây là coi gì cho nó dở luôn. Ý là trong người không có đồng bạc nha mọi người. Nhưng mà tính dữ lắm à. Lộn tính dữ lắm. Hai đứa này nó rất là xứng đôi giữa luôn. Xứng đôi là người yêu của cô làm thiệt nha mọi người. Thì đứa làm hả? Thì tại đây là người yêu thật sự của cô làm nha mọi người. Dạ. Bởi sao cô đừng có vợ, bởi sao để hạnh phúc được rồi. Ừ. À, cũng là có dựng là anh là cứ vợ đi. Anh cứ nói thì sao đặt mặt vô. Chứ nó cứ gì bật bật gì đó đội lên. Thì biết sao luôn. Ai mặt là mà thôi. Thỉnh nó trợt, nó tắm hết trời đó. Đội thứ cái kho luôn. Thôi trời, trời, trời. Rồi, thôi đi ra trước. Đi ra trước anh ơi. Mày má lắm, đừng đừng. Thì mấy đứa cái là đó, hai đứa nè. Rồi ra với mẹ đi. Rồi kết thúc video. Mới nói giờ không nghe cạnh. Mới nói giờ tôi mới nghe gì nè. Cái gì mà mẹ ngồi xuống giữa đi vậy đó. Chưa chân là thấy là mẹ chồng với con dâu là hợp rồi đó nha. Này không giống chim sâu bên kia. Thấy là hợp rồi đó. À, đây là hai hộp đó. Còn đây mẹ chồng với con dâu đây thấy vui rồi nha. À. Sao? Con nói là mình chở nó chưa mà để cho bà con thấy mình cả mình. Làm mình với nguyên bạn cũng tướng lao đó.
cũng hơi là tập hợp. Dạ. Cũng hơi là câu hỏi vui vậy đó. Rồi. Mà cũng thấy là dễ hơn, cái tập hợp thôi. Dạ. Cũng hơi là chừng nào mà mình có từ mình hơi dạ mình có thì mình bỏ ra luôn. Gì trời, nói gì vậy? À, cái mọi người thì từ lúc mà quay Lộm tới giờ á thì Lộm diễn những cái clip hài rất là hay mà hình như là 99% là khán giả đều rất là yêu mến em. Thì hôm nay là Lộm rất là trầm tĩnh lại mà để giới thiệu cho mình cũng như là khán giả là biết là người yêu của Lộm đó là bé Quyên. Đó thì có quay một hai clip thì hôm nay gặp được cô Út luôn là mẹ của Lộm thì cũng rất là thích bé Quyên nha mọi người. Thì thôi bây giờ mình cũng kết thúc cái video đây. Thì cũng mong là hai em sẽ thành đôi với nhau. Thì Lộm thì cũng thích bé Quyên cũng thích Lộm, với cô Út cũng chịu nữa đó. Thì cũng mong là cái hai đứa thành đôi nha. Thì rất là cảm ơn. Út ơi, Út có lời nào chia sẻ với bà con để bà con kết thúc video không? Gửi lời gì bà con không? Gửi lời cảm ơn bà con nha. Coi cái thương cô Lượm nha. Dạ, coi clip này thương cô Lượm với bé Quyên á thì ủng hộ cho bé Quyên với cô Lượm được thành đôi với nhau. Dạ. Rồi, còn Lượm có nói gì không? Có. Lượm là người là rất là nhiều khán giả là yêu mến em luôn đó. Dạ. Rồi, em chúc khán giả đi. Chúc chúc ông bà Mạnh Thường Quân có thằng vui vẻ. Trăm năm hạnh phúc. Làm có trăm năm hạnh phúc nữa hả? Ừ. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chúc hai á. Đó là chúc ông bà là sống thành đôi với nhau trăm năm hạnh phúc ha. Dạ. Có gì nữa? Rồi là mong bác bà người riêng với lớp. Ừ. Dạ. Rồi. Không thích được. Ừ. Rất là cảm ơn chú Hạnh. Là cái này. Đảm bảo được cái này. Đó là. Đó là. Đó là. Nó chuyển ra ngoài thôi. Dạ. Rồi bà phẩm thể. Rồi chú Phở có bà Hạnh tên mắng nè. Ừ. Rồi thành công tốt đẹp ha. Ừ. Rồi. Con hai đứa sẽ thành đôi nha. Rồi con kết thúc video con chào Út nha. Chào hai đứa. Chào. Chào tất cả quý bà con của bán kiện. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người.